nên biết phiền não là nhân duyên chướng hại đạo, là tảng đá cổ chân người tu đạo. Thì sở dĩ Đức Phật chúng ta khi đi dạo một cửa thành, Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, thì Ngài nghĩ rằng đó là nỗi khổ của tất cả chúng sanh, và Ngài muốn tự mình đi tìm một con đường giải thoát cho chính bản thân mình và tất cả mọi người. Cho nên Ngài đã vượt thành xuất gia, bỏ lại cung vàng, tiền ngọc, vợ đẹp, con xinh và đủ thứ tiện nghi vật chất hết. Ngài rất là khổ cực khi đi tìm thầy học đạo cho đến lúc giác ngộ giải thoát. Thì thật sự ra thực sự sự hy sinh cao cả của Ngài là nói lên tấm lòng từ bao la của một vị Bồ Tát. Khi thấy chúng sanh khổ, Ngài không có nở, và tại vì cái đó là cái nỗi khổ chung của kiếp con người, mà chẳng những là con người mà là tất cả chúng sanh, ai cũng phải trải qua những cái khổ khi mà có thân này. Cho nên Ngài đã hy sinh tất cả, tìm ra chân lý, tìm ra ánh đạo để ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng gia tài giải thoát của Ngài, mà chúng ta là tiến bước trên con đường học đạo. Thì Phật thì thấy chúng sanh khổ, Ngài tìm cách để cứu khổ chúng sanh. Còn mình thì sao? Còn mình có ngày xong phiền não, mình cũng để ý làm phiền não đủ ở trên nha. À, có nhiều khi cái phiền não quá mức nên mình không kềm chế được tâm mình, cái vị này cũng ra nét mặt, và nét mặt của cái người phiền não là dễ thấy lắm, hoặc là giận dữ, mặt thành u sầu, hoặc là khổ não thì nó thấy thê thảm. Còn có đôi khi á, thì én ở trong lòng, tất nhiên là nén được, không có thể hiện ra nét mặt trong lời nói, giấu ở trong tâm. Nhưng mà cái nỗi sầu, cái nỗi phiền não mà mình giấu ở trong á, thì nó càng khó chịu lắm. Là tại vì những cái người mà khi họ buồn thái quá, họ sầu não thái quá á, mà họ không có cái cơ hội để bận bật để người khác thông cảm á, thì họ sanh ra các cái bệnh trầm cảm. Nếu mà không khéo á, thì nó đi tới cái chỗ là tâm thần luôn. Là cho nên cái người mà phiền não thái quá, ví dụ như thất vọng về công việc làm ăn, hay là thất bại trên tình trường, hay là thất bại gì đúng cái chuyện đó, là người ta đang ra ta khắc phục, ta nói khổ quá là mắc cùng này đó. Cho nên đó, thật sự là chúng ta tu mà nếu mà mình không biết cách để chuyển hóa phiền não thành bồ đề, thì cái phiền não đó là sẽ một cái tảng đá rất là to, nó cột cái chân mình đi không có được đi đâu. Đi tới bờ giác ngộ giải thoát, đường thì xa xôi dịu dậy, mà cái chân là cái cột đá nữa, là sao đi. Cho nên chúng ta muốn đi nhanh trên con đường đạo thì chúng ta phải dẹp phiền não. Phiền não đó thì nói chung là tất cả những cái tâm tư suy nghĩ, tất cả những cái gì mà mình làm khổ mình, khổ người đó đều gọi là phiền não. Trong đêm ở phản diện mà nhìn thì ta không thể chẳng có phiền não. Vì sao? Vì phiền não tức bồ đề. Thật sự ra chữ tức đây không có nghĩa phiền não là bồ đề. Phiền não là phiền não, mà bồ đề là bồ đề. Nhưng để nói lên rằng phiền não nếu chúng ta biết chuyển hóa thì là thành bồ đề, biết vận dụng nha thì phiền não thành bồ đề, mà chẳng biết vận dụng thì bồ đề trở thành phiền não. Thì thí dụ như nước và băng, đó là chúng ta dễ hiểu nhất. Nước là dùng cho bồ đề. Khi mà có bồ đề, tất nhiên là có nước, thì nước làm lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta uống, chúng ta sinh hoạt, ăn uống hàng ngày, chúng ta tưới tẩm, chúng ta tắm giặt, chúng ta làm cái gì cũng nhờ nước. Nếu mà bây giờ trên thế gian này mà không có nước là không có con người, cũng không có sinh vật, tại vì không có thể nào sống thiếu nước.
đó thì như là băng, quý vị biết là băng, nhưng mà nó dễ hiểu nó là nước đá đó. Thì băng đó ở trên bức tượng nó trời lạnh quá cho nên nó nóng lại thành bản băng. Mà đã băng rồi thì mình cũng không thể uống, mình cũng không thể ăn, mình không thể làm cái gì với cái băng đó. Mà muốn băng mà chúng ta sử dụng được thì chúng ta phải làm cho nó trở thành nước đó. Mà nước và băng thì nó chỉ là một thôi. Băng khi mà nó lạnh quá, nó cô đọng lại thì đó là nước, nó thành băng. Mà khi mà có sức nóng, có ánh mặt trời thì băng sẽ tan thành nước. Cho nên nói là phiền não tức bồ đề, nước tức là băng, băng tức là nước, hai cái không có khác. Là tại vì băng và nước cùng một thể tướng. À, dầu cho nó ở dạng cứng như là băng hay là ở dạng lỏng như là nước thì nó cũng chỉ là một thể nước mà thôi, nó không có khác. Nhưng mà khi mà mình đem ứng dụng thì nó lại có khác. Giống như phiền não và bồ đề nó cũng xuất phát từ cái tâm mình không, chứ nó không có đâu hoàn tâm hết. Nhưng mà nếu cái tâm mình mà là bồ đề, là mình sống được cái bồ đề thì nó mang lại lợi ích cho biết là bao nhiêu người. Còn nếu mà cái tâm của mình là phiền não thì nó làm não hại biết bao nhiêu người. Cho nên ở chỗ là chúng ta phải khéo chuyển hóa phiền não để thành bồ đề, giống như chúng ta làm cho băng tan thành nước. Thì ở đây nói ví dụ như băng là như mình nói chữ băng là giá lạnh, là lạnh lẽo, là không có gì được, nó ghê lắm. Nghe nói là băng giá là ngập có cùi rất là lạnh lùng, băng giá không có tình cảm, không có sức sống, là không có tình thương gì hết. Nhưng mà để cho một cái người mà có được trở về với cái bản tâm chân thật của mình, sống với lợi thì phải sao, phải hâm nóng nó, tất nhiên là phải dùng ánh sáng trí tuệ để soi rọi nó, rồi cho nó băng nó tan thành nước để làm lợi ích cho mọi người. Thì cái đạo lý băng và nước này nó rất là dễ hiểu. Khi mà phiền não thị hiện ra thì là phiền não tức là vô minh, à, mà không có phiền não thì nước đó thì nó thành nước, thì nước đó là bồ đề trí tuệ. Cho nên nó bồ đề trí tuệ thì làm lợi ích cho mọi người, còn phiền não vô minh đó thì làm cho mọi người điều đau khổ. Thì điểm này các vị nhớ lấy. Chúng ta kẻ tu đạo chẳng thể tu 84,000 đại kiếp mà phiền não vẫn còn trơ. Hai ngày nữa mình không biết là bao lâu rồi mà sao phiền não vẫn còn. Ví dụ như bây giờ nói 80,000 dạng kiếp gì đó nó lâu quá, mình chỉ nói là trong cái kiếp này nè mình tu hành mấy chục năm rồi mà sao phiền não vẫn còn. Bây giờ cái thời gian có thực tế nhất là kiếp này đó, mình tu, mình xuất gia học đạo ở trong chùa mà cái gì có hết phiền não chưa? Dạ chưa. Chưa. Thành ra thật sự ra đó, để hết phiền não thì cả một cái sự nỗ lực cố gắng giữ lắm. À, tại vì á hàng ngày tổ ngày ngày vỡ này đó, hàng ngày á mà mình ăn phiền não, chỉ ăn phiền não để sống, không ăn phiền não chắc đói chết, thì đây thật đáng thương xót lắm. Tất nhiên là quý vị thấy mở mắt ra là giận người này, hợp kia ghét thì nọ, rồi bắt đầu ăn phiền não nha. Mà tại sao từ sáng tới chiều tới tối không có ăn phiền não không nè? Hết buồn, hết lo, hết giận, rồi tới tức tối bực bội, rồi bất mãn đủ thứ chuyện đó, đó là phiền não. Mà ngài nói là nếu mà mình tu biết bao lâu rồi mà mình vẫn còn phiền não, tại vì mình vẫn ăn phiền não, thiếu phiền não mình không thể sống được. Nói cho rồi mình quá khổ đi là tội nghiệp cho mình. Cho nên á, thay vì mình ăn bồ đề, ăn bồ đề không ăn đi ăn phiền não, thì quý vị tự xét lại mình nha. Mỗi ngày mình tự kiểm điểm mình coi ngày hôm nay mình ăn phiền não nhiều hay bồ đề nhiều. Nếu mà mình ăn phiền não nhiều trong đầu mình biết mình á lo sợ, mình biết mình là mất sức ra.
với cái lòng tin cậy của Phật tổ, các ngài dạy mình á, tu là để dẹp phiền não, để tăng cho hạt giống bồ đề nó phát triển làm ích cho mọi người. Mà nếu tối ngày mình cứ tham sân si rồi đố kỵ rồi ghét ghen thì quá tội nghiệp cho mình. Thì mấy ở đây ngài nói nè, bệnh tật của ta do đâu mà ra? Do ba đạo tham sân si mà ra. Tất cả những thứ bệnh mà chúng ta hiện giờ có đó là ngài nói là do tham sân si nha, chứ không phải là do cái gì ra mà do tham sân si. Bây giờ mình nói là cái bệnh mà dễ hiểu nhất là nào, mình ăn tầm bậy nha là mình đau tử rồi cũng đau gan nữa, rồi mình đau đủ thứ hết trơn á là do mình tham ăn. Nó lẽ cái món đó mình không nên ăn mà vì mình thích ăn cho nên mình không có cưỡng lại cái sự thích ăn của mình cho nên mình ăn. Cho nên có nhiều người nói thôi đừng có ăn cái món nó độc lắm chị chị nó không, tôi mẹ vợ ăn là tôi cũng thuộc ví dụ như giờ nó tham được bệnh tiểu đường nó kêu mình á đừng có ăn ngọt đừng có ăn tinh bột nhiều, nhưng mà mình không có kiềm chế được rồi thấy chín chè hấp dẫn quá rồi bé không cầm được lòng không đọc cho nên thôi để ăn đi ăn rồi cải uống thuốc làm sao rồi cái bệnh nào cũng gì bệnh tùng khẩu nhập do cái miệng mình ăn vô mà nó bệnh chứ đâu có gì đâu, tất cả thứ tất cả các cái bệnh đều do cái miệng mình do ăn do tham ăn và mình thích ăn. Thì nói cái chữ tham á là nó hơi nặng nhưng mà nói những chữ thích thì nó nhẹ chứ không là nói làm sao tôi thích ăn chè bà chứ không ai nói là tôi tham ăn chè nó nghe nó kỳ. Nhưng mà sự thật là tham thích gì đó là cũng muốn thỏa mãn cái ham muốn của mình thôi à, cho nên nó thật sự ra chúng ta phải nên dè dặt đối với tất cả những cái mà gọi là hấp dẫn của thế gian. Nếu mà mình có cái bệnh gì thì mình ráng mình trị, giống như các vị ở miền Trung thì thích ăn cái gì cũng mặn mò, cái gì cũng cay, hoặc nêm nếm gì nó mặn mà cay nó chết vậy đó. Rồi cái nói thôi đừng có nêm nè là làm chút đi, đừng có ăn mặn nhiều, coi chừng bị tăng xong đó nha, tăng xong rồi mà cứ ăn mặn hoài coi chừng nó không sao, ăn mà lạ cái nó vô duyên lắm, cho nên chấp nhận ăn mặn để uống thuốc mà thật sự theo cái gì thấy không, nó có phải bác sĩ nói rằng trong tất cả các thứ bệnh của chúng ta đó, đôi khi không cần thuốc chỉ cần kiên cử thôi cũng có thể hết bệnh ở giai đoạn đầu. Mà khi bị giai đoạn đầu đó mà mình không chịu kiên cự mình cứ cố bạn vô và cho nên mới bệnh cho nên phải dùng thuốc, mà thuốc đó thì càng ngày nó tăng liều lượng tâm nó làm cho mình rất là nhọc. Cái người miền Nam á là thích ăn ngọt nấu ăn cũng ngọt canh cũng ngọt đồ kho đồ sạch cũng ngọt à, rồi người Trung á thì thích mặn thơm cũng chát mặn mà cay quá đi rồi ha là phải ăn ngọt nhiều quá thì tiểu đường, mà ăn mặn nhiều quá thì ăn xong. Còn cái người Trung ấy nha là ăn béo nha thưa quý vị. Tất nhiên á là mình á béo kiểu như miền Nam là được cốt dừa, còn miền Trung á là ăn dầu kinh khủng, gì có gì cũng chiên rồi dầu rất là nhiều nhưng mà nêm nếm rất là ngon. Mà vì mình ăn như vậy đó cho nên mình bệnh chứ đâu có gì đâu. Hãy ha, thì giờ nó có ba cái bệnh chủ yếu của mình bây giờ ha, một là tiểu đường, hai là tăng sân, ba là mỡ trong máu. Mà ba cái bệnh thì do ăn mà có chứ không phải là không. Nếu mà mình ăn canh mà rau chấm cái tương thì bảo đảm gì nó không có tiểu đường, không có tăng sân mà cũng không có mỡ trong máu. Mà bây giờ là đa số nha là bây giờ kiểm tra lại đó, người tu chúng ta đó thế nào cũng dính một trong ba cái gì, cái ngọt, cái mặn và cái béo cũng dính ở trong đó hết á. Mà bác sĩ người ta cũng có lời khuyên là khi mà hơi lớn tuổi một chút là không nên bớt ngọt, bớt mặn và bớt béo. Nếu mà chúng ta cứ quen theo cái đà, mình quen cái miệng mình á, mình ăn cái gì phải cho nó mặn ngọt, rồi cái gì cũng phải cho nó béo, rồi cái gì nó cũng phải ngọt nha, thì tất nhiên chúng ta sẽ mang một trong ba thứ bệnh.
và có người mang hai cái bệnh một lượt, và có người tại là làm ba bệnh luôn. Thì như vậy là tử thần được gọi mình phải sớm nha. Thì quý vị thấy không, có một cái ông đó đấy hả, ổng bệnh như lắm mà lại sợ chết. Ổng nói là ổng mới đi hỏi bác sĩ, bây giờ với cái bệnh của tôi như thế này nè, là bác sĩ thấy làm sao có là duy trì để là tôi về tôi cũng cố gắng để cho nó đừng có chết, nó tử cho cái bệnh kiểu này nó chết nè. Thì bác sĩ cũng nắm rõ cái đời sống của ổng rồi, tất nhiên là ổng sống cũng lung tung lắm. Thì bác sĩ mới nói bây giờ đó ông về ông cử thuốc lá nha, rồi ông cử rượu nha, rồi ông cử nữ sắc nha. Rồi cái ông nói nè, như vậy hả, cái niềm vui của tôi là thuốc lá, niềm vui của tôi là rượu, niềm vui của tôi là nữ sắc. Bây giờ bác sĩ kêu anh tôi cắt đứt hết những niềm vui đó, tôi chấp nhận chết bác sĩ. chết rồi cũng phải uống rượu uống thuốc và nữ sắc. Thì bây giờ nếu mình chấp nhận phiền não để mình chết thì cứ để chết nha, mà cũng để cho mình chết chứ không là đâu có cản. Nhưng mà thật sự ra đó, đương nhiên là chúng ta tu, chúng ta có trí tuệ. Cái gì mình làm lợi ích cho bản thân mình làm lợi ích cho tha nhân thì chúng ta thực hiện. Còn những cái gì mà tổn giảm bản thân mình, làm phiền tối với mọi người xung quanh thì chúng ta không có nên làm. Thì bây giờ nói á, thật sự ra cái bệnh tham, rồi bây giờ tới cái bệnh sân nha. Cái sân đó nó gây ra đủ thứ bệnh, có nhiều bệnh lắm. Thí dụ như cái người mà hay nổi sân riết đó ha, một là đau tim, hai là đau thần kinh. Bây giờ tụng chút với là giận hờn, mà khi mình giận tức lên là trái tim mình nó đập bình, rồi ha là máu nó lên mặt mà có ké, rồi nói năng thì nó càng cặp, môi thì giật họ. Xong rồi chuyện khi mà giận thái quá con người đó, nó biến dạng luôn nha, ghê lắm nha. Rồi thì cũng do sân si mà chúng ta chuốc cái bệnh nha, đau tim, rồi hồi hộp lo sợ, rồi ha là những cái mà thần kinh rồi này, do tức giận thái quá cũng nó khùng nữa. Cho nên thật sự là để chúng ta không có mắc những cái bệnh mà chúng ta có thể tránh được chứ, thì chúng ta phải dẹp bớt tham sân si, có vậy thôi thì cái bệnh nó sẽ giảm đi. Ví dụ như một người đã đau tim rồi một ngày nha, là giận 2-3 tử thì không biết chụp bụng bây giờ nha, cái tim nó chịu không nổi, giận tức phiền não đủ cái chuyện hết, thì làm sao mà cơ thể mình nó tốt được. Ví dụ như bây giờ mình có bệnh thì do gì, di truyền, do bẩm sinh, là do thời tiết, do cái gì đó thì thôi mình cũng còn có thể là tha thứ. Chứ còn bây giờ cái bệnh đó đáng lẽ mình không có, nhưng mà mình muốn quân tập vô cho thành bệnh. Nếu như ban đầu thì cái tim mình cũng bình thường vậy đó, nhưng mà mình cứ nổi sân si riết rồi mình đầu tiên có vậy thôi. Cho nên thật sự ra tất cả những thứ bệnh của chúng ta đều do tham sân si mà có. Si là không có nhận thấy rõ các pháp nó như thế nào, rồi chúng ta chấp. Vì chúng ta chấp cho nên chúng ta tham, rồi tham không được cho nên chúng ta sân, nào có gì đó là thật bệnh. Pháp Phật có giới định huệ là thứ thuốc thần đặc biệt để trị tham sân si. Bây giờ thì có ba bệnh tham sân si, nhưng mà Phật có thuốc giới định huệ để trị ba cái bệnh đó. Thì thuốc mà tới thì mình phải trừ nên lắm, nên là do điều kiện mình chịu uống thuốc kìa, chứ còn uống thuốc thì thôi cũng chịu hà. Tâm thành thủy nguyệt thiện ý định thiên vân vân, là đồng trong suốt thì nước hiện bóng trăng, là tâm hiện Phật tánh, còn ý an định thì trời mây chẳng gờ, thì lòng chẳng khởi phiền não, đó là cảnh giới chẳng phiền não. Hễ tâm bình thì trăm nạn tiêu tan, ý định thì vạn sự kiết tường, danh ngôn này chí lý lắm, có thể chung thân dùng nó. Thì ở đây Phật có ba thứ thuốc để trị ba thứ bệnh tham sân si. Thì cái giới để trị cái bệnh tham
giới mà coi như là tham, dù Phật nói là tham một chút xíu là ca ngọn cỏ lá cây gì nó cũng là tham. Tham đó là nó không phải của mình mà mình muốn mơ về mình thì gọi là tham. Từ tham thân tiền một đồng gì đó tới tham bạc tỷ bạc gì cũng là tham. Mà nếu mà chúng ta không có biết chọn nó từ đầu, khi cái tham nó giếng khởi mà mình phải dùng cái giới đây là tất cả những cái giới, thì chúng ta đã thọ giới rồi. Trước tiên là giới năm giới của người cư sĩ thì đã không có cái tâm mà trộm cướp tức là tham, rồi không có ham ăn ngon, tất nhiên là không có sát sanh, rồi không có tà dâm, tất nhiên là tham mê sắc đẹp. Thì đó, nếu mà chúng ta không có những cái tâm mà tham về sắc, không có tâm tham về tiền, không có tâm tham về tất cả những cái của cải gì đó, thì tâm của mình nó được bình an. Tại vì không có cái gì bình an bằng mình sống trong giới. Cái giới nó bảo vệ mình, giới như cái hàng rào, giống như những cái cọc thì nó rào lại, nó không cho cái con trâu cùng đi này đi ra ngoài. Nó thành ra mình giữ giới thì tâm mình được bình an. Mà nếu mình giữ giới thì mình không có cái tâm tham. Giống như bây giờ mình đi ra đường, mình gặp người ta làm rớt một sợi dây chuyền hoặc là một sắp giấy 500 ngàn. Bây giờ nếu mà mình khởi tâm tham thì mình sẽ lấy mình cấp. Mình nói cái này đâu phải mình cúc dựng của ai đâu, tại người ta làm rớt thì mình lượm. Nhưng mà cái đó cũng tham, không phải của mình mà mình lấy, thành ra cũng là tham. Cho nên nó nhờ giữ giới của người Phật tử là không có trộm cướp gì của ai, không có muốn lấy gì không phải của mình không có cái tâm lấy, thì nhờ cái giới nó ngăn cho mình không có phạm, không có khởi cái lòng tham, cho nên không có phạm giới. Rồi bây giờ cái ứng ý của mình khi mình sắp lên là cái tâm mình nó bất định. Cái người mà nổi sân nó nghe là cái người cái tâm không có định, bất thường. Tất nhiên là sân si lên rồi, một điểm sân mà nổi lên có thể đốt cả rừng công đức nữa. Cho nên lúc đó mình khi nổi sân lên thì mình phải dùng cái định. Mình nghĩ rằng tất cả những cái phiền não trần đau này, tất cả những cái tội lỗi của con người gây ra cũng do gì sân giận. Nhiều khi mình làm việc thiện tích lũy gì làm mệt mỏi vậy đó, nhưng mà ai chọc mình giận cái mình nổi sân lên cái nó mất tiêu. Thí dụ như giờ mình cũng làm từ thiện, mình giúp đỡ người nghèo, mình giúp đỡ học sinh nghèo, hoặc là mình giúp đỡ người an tình thương hay là tâm thần hay là bất cứ cái việc gì mà mình cho là từ thiện đó, thì làm cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà một hôm nào đó rồi mình đi làm việc đó rồi, người ta sẽ nói mình, ta sẽ nói xấu mình, nói chẳng cái cô đó cũng là giả trang thiện tướng, của làm bộ, của làm từ thiện, thì chắc nó cũng lợi dụng cái tiền từ thiện đó để cổ xài, bắt đầu nổi sân hay bắt đầu nổi sân lên. Thì khi mà cái tâm mình nếu mà có nổi sân lên, mình phải giảm xuống. Mình nghĩ rằng nếu mà do cái lời đó của người khác mà mình nổi sân si, rồi mình từ cái nỗi sân si đó mình phát ngôn bừa bãi, rồi mình làm những cái hành động không tốt, thì như vậy là tổn giảm cho chính mình. Cho nên mình nghĩ rằng mình phải an định. Mà người tu thì phải định tâm, định ý, chứ không thể nào cũng như là một, giống như là cái con đĩa đó, người ta chỉ cần chấm một chút dâu thôi thì nó đã chảy dụ lung tung. Không phải, mình phải giảm bớt lại những cái mà thấy là không có cần thiết. Có những người họ nói đó nói thì thôi, chứ không phải là cố tình làm cho mình phải xuất nạn thái quá. Nhưng mà có người vì chấp, vì cái tâm họ không có an định được, cho nên theo những cái lời phù phiếm đó mà họ nổi sân nổi si, đến nỗi là họ phải mang bệnh tật. Nếu mà cái người đã không có được ổn định lắm về tinh thần mà bây giờ bị người ta chọc tức chọc giận mà không có thể kiềm chế được, người đó sẽ bị tai biến,
Có nhiều người đi tai biến nhẹ thôi, trị cũng gần đó rồi. Nhưng mà khi đó gặp những bạn bè nói thích một câu ha, là họ trở bệnh, là họ trở bệnh rất là nặng và có thể đưa đến tử vong. Cho nên ha, mình không có nên nổi sân nổi si, và thứ nhất là mình cũng không nên chọc người khác nổi sân nổi si. Tại vì chúng sanh đó là nó hay giận hay hờn đó, mình phải ráng, mình cố gắng, mình so dịu bớt những cái tham sân của họ để cho họ đừng có tạm biệt. Mà bây giờ mình biết họ là hay xong rồi mà mình cứ chọc giận họ hoài thì tới ngày nào đó họ sẽ điên khùng. Thì cái điên khùng của họ hoặc là chết chấp của họ chúng ta cũng chịu phần tội lỗi trong đó. Cho nên thật sự mình phải thương tất cả mọi người, nghĩ là ai có thân này cũng khổ hết. Thể có thân thì thế nào cũng có tham sân si, mà có tham sân si á là cũng có đau khổ triền miên. Cho nên mình nghĩ mình thương mình cũng như mình thương tất cả mọi người, mình nhắc nhở nhau, mình chia sẻ, mình soi dịu những cái nỗi khổ, những cái bực bội của người khác để rồi người ta được vui vẻ thì mình cũng được vui. Chứ có nhiều người hay chọc tức người khác, biết người ta có cái hay giận hay hợp mà cứ theo chọc hoài. Có nhiều khi nó chọc chơi thử có giận hay không, phải thử người ta giận thiệt, người ta bệnh thiệt, rồi mình làm gì đó. Thành ra mình lại tội lỗi, cho nên không có nên nói chơi nói đùa hoặc là chọc tức người ta. Ví dụ như có những người hay hù con nít, thí dụ như bây giờ con nít thì nó hay thơ lắm, nó không có biết gì trơn á, rồi cái ba má nó dẫn lại chùa giờ gửi mấy cô giữ giùm con, giờ con có công việc khác lắm, con đi chiều con trở lại con rước con. Thì lúc nào mình cũng quan hệ mình nhận nha, mình nhận cái hồi đó sao thấy chiều đó không thấy mẹ đợi rước con, thế mình nói rồi mẹ mày bỏ mẹ rồi, mẹ không có rước mày đâu. Cái bắt đầu đứa nhỏ nó sợ, nó rất là sợ hãi, tại vì mình nói chơi nhưng mà nó lại nghĩ thiệt, nó hồn nhiên lắm, nó nghĩ thiệt cái nó khóc, mà trong khi nó khóc nó rất là đau khổ. Rồi cái mình hù dọa nó đủ thứ là mẹ mày là gì đó, rồi làm cho nó cũng khủng hoảng thêm. Thì thật sự là những cái lời nói chơi vô tình hù dọa người khác mình cũng không nên nói, làm cho người ta dù là một đứa con nít, dù cho một người lớn hay là cái gì đi nữa mình cũng không nên làm xúc não người ta. Khi biết rằng người ta không có đủ cái trí tuệ để nhận định cái lời nói đó là hư giả, thật sự là chính chúng ta cũng đôi khi mình cũng chấp lời đó đã là thiệt. Nếu mà mình có cái quán chiếu mà lời nói là hư giả thì mình đâu có phiền não, thật sự không có phiền não, mà do gì mình chấp cái lời đó là thiệt cho nên mình phiền não. Thí dụ như mình rất là hay thật, không có giao tham, mà không có cái tâm mà ương lẹo hay là lừa đảo như thế. Nhưng mà người ta, mà không phải người ta nói thẳng mình đó nha, người ta nói qua người khác, rồi người khác đó là học lại với mình, nói trời ơi, chị đó nói chị là làm bộ như vậy đó, chứ mà lừa đảo, không có thiệt tình. Và mình nghe những cái nỗi đùng đùng đó là tại vì mình không có làm cái điều đó mà người ta nói cái điều đó. Rồi cái mình sân si, rồi mình tạo nghiệp đủ thứ hết. Thành ra mình phải nói lời chân thật, đừng có bao giờ mình nói hù nói dọa hay nói những cái lời mà xúc xỉu người khác, làm cho người ta nổi sân nổi si. Đó là hậu quả của mình đó. Khi được nghe những cái lời trái ý nghịch lòng đó, mình cũng phải tự quán chiếu rằng nó lời nói hư giả, nó đâu có thiệt gì đâu, qua rồi nó mắc phải mắc gì mình phải giữ trong lòng để cho mình phiền não. Thật sự là tất cả những cái phiền não từ sáng tới chiều tới tối đi ngủ là chúng ta chưa có quả giải được, thì đêm đó chúng ta ngủ không được, ngủ không được rồi tràn trọc cái mệt mỏi qua cái ngủ, ngủ có thấy ác mộng, là tại vì mình quá mệt đi là mình sẽ thấy ác mộng thôi. Đó, rồi có người mình nó sẽ bệnh. Những cái người mà phiền não mà giận hờn tức tối quá là bảo bạn là bệnh. Người ta nói mình làm gì cực khổ cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái tâm hồn mà nó thư thái an vui đó thì cái mệt nhọc của mình nó qua rất là nhanh. Nhưng mà giờ mình không làm gì chơi hết, mình chỉ ở không thôi, không có cực khổ gì, nhưng mà nghe những cái lời xúc xỉ của người khác
mà mình nổi sân si phiền não thì cái đó là rất là có, nó rất là có hại cho mình, tại vì mình không có biết quán chiếu tất cả đều không có thật, không có thật cái gì hết nha. Lại nữa, tâm lắng niệm dừng là phú quý thật, dứt hết tư dục ruộng phước với chân. Thì ở đây mình nói nếu mà tâm mình nó lắng xuống, mà niệm mình nó dừng lại thì cái đó nó thật là giàu sang, mới là phú quý thật đó, chứ không phải là mình có nhiều tiền gửi ngân hàng hay là mình có xe cộ, mình có nhà cửa nhiều mà gọi là phú quý đâu, mà chỉ phú quý thật, cái phú quý mà thật sự đó là khi mình tâm nó lắng xuống và niệm nó dừng, tất nhiên là cái tâm mình hoàn toàn trong lắng thanh tịnh, cái đó mới là giàu sang thật. Giàu sang thật ở chỗ đó chứ không phải ở chỗ tiền của. Đôi khi mình có tiền của nhiều, mình lại rối rắm nhiều, sanh đủ thứ là lo con đó. Ví dụ như có cái ông nói nè, ổng nhà gia đình nghèo lắm, ổng chỉ đi đốn củi trong rừng, rồi là đem củi về để đổi gạo, rồi nuôi vợ nuôi con thì cuộc sống rất là hạnh phúc, tại vì không có ai đòi hỏi cái gì, biết là cái hàng ngày nó chỉ có bao nhiêu tiền là thôi, rồi gói ghém là xong, là vợ chồng nó xử với nhau rồi rất là tốt, rất là vui, con cái rồi nó cũng không có đòi hỏi gì, tại vì nó thấy ba nó cũng không có làm gì có nhiều tiền đâu, cho nên gia đình hòa thuận yên vui. Thì ổng nghe là có một bà vợ, một đứa con trai và một đứa con gái. Thì cái một hôm đó ổng vô trong rừng đốn, ổng đốn củi, thì ổng mới đưa cây búa cây rìu qua ổng ra, ổng tính đốn cái cây đó, ổng thấy cái cây này nếu mình đốn ra là mình sẽ bán có nhiều tiền lắm, tại vì cái cây này thuộc cây quý lắm. Nhưng mà khi ổng đưa cái rìu lên cái cái lẩm thẩm gì đó, ổng nói thôi thôi đừng có, đừng có đốn nhà người ta, nó đừng có phá nhà người ta, bây giờ muốn cái gì đi rồi ta cho chứ đừng thèm, đừng có đốn cái cây này, té ra thành cây ở đó là ổng kêu đừng đốn, rồi ổng sẽ giúp đỡ cho. Cái ổng nói thôi như vậy là mình gặp may quá rồi, mình gặp thành cây, bây giờ ổng kêu mình ổng muốn cái gì cho cái nấy nè. Thì ổng nói tại vì nghèo quá mà, thì nghĩ hồi đó bây giờ nghĩ là vàng đó là quý nhất nha, cho nên là ổng mới nói bây giờ thần cho tôi một đống vàng để tôi không có đốn cây của thần nữa. Cái ổng thần nó kìa đống nó hà ra nhìn thấy đống vàng, cái ổng mừng quá, cái ổng hốt đó, thay vì gánh củi về nhà thì giờ gánh vàng về nhà, bắt đầu vợ con xuống lại rồi ai cũng mừng quá. Bây giờ nhớ số vàng này mình làm gì đấy, rồi cái hả bà vợ đó thì bà nói trời ơi, nói giờ mình ở túc liền tranh là khổ quá đi, rồi cái đêm nào mưa gió nó cũng dọn tùm lum mà ngủ không được, thôi bây giờ á ông phải cất một cái ngôi nhà thật là đẹp nha, mình ở cho nó sướng. Rồi cái đứa con trai á nó nói ha, nhà cửa ở đàn bà cũng được, nhưng mà bây giờ con cần một cái số vốn để con đi làm ăn nè, bây giờ cha mà cho con thiệt là nhiều vàng để con đi con làm ăn. Rồi cái thói quen người con gái nó hăng, cái việc nhà cửa đó thì cũng quan trọng lắm, mà cái việc anh làm ăn á thì nó cũng quan trọng, anh không thấy nhà cái trang sắc em nó xấu quá chừng đi nè, không có ai quan tâm cho em ế chồng tới giờ này cũng ai hỏi ai cưới, bây giờ với cái số tiền này cha cho con đi thẩm mỹ viện sửa thật đẹp làm hai người ba ý kiến, bây giờ thì đòi cất nhà, rồi con trai thì đòi làm vốn làm ăn, hưởng gái thì lo đi sửa sắc đẹp, mua vòng vàng đeo cho nó sướng. Cái ổng nói là ổng nói trời ơi bây giờ mình chịu ý ai đây, mà thiệt ra đó là nếu mà bây giờ có cái nhà to mà ở thì cũng chưa chắc về hạnh phúc nha, rồi ở trong nhà đó một người ở tối nhà là bà vợ của mình đã có tiền đó, bà sẽ đi, bà đi đâu, bà đi chợ bà đi shopping, bà mua đủ thứ hết trơn, những cái mà không cần bà cũng lôi về để cho đầy nhà đầy cửa. Rồi cái con trai của mình nó nói là nó lấy vô nó làm ăn, nhưng mà thật sự nó có làm ăn hay không, hay là nó đi rượu chè bè bạn hay là nữ sắc đồ như kia rất là nguy hiểm. Rồi con gái của mình á, hồi đó giờ nó căng thẳng xấu xí, nó sống cũng hạnh phúc đâu có gì đâu, cái bữa nay là có nhiều tiền, nó đòi đi là đổi đời sửa sắc đẹp, là làm cho nó kiếm một cái tấm chồng. Rồi bây giờ nó nghe nói là trời đất ơi,
sửa sắc đẹp hả? Nguy hiểm lắm nha, có cái bàn đó ở ngoài ngoài tắt mà bà sửa sắc đẹp là đến nỗi bà chết đó. Cái gì có nghe không? Cái ông bác sĩ ổng chặt bà ra rồi bà ổng thả xong đó, rồi không có tìm xác được. Ông sửa sắc đẹp nguy hiểm lắm hả? Phải, ổng phải dẫn không? Bây giờ ở đây thì rằng tu hành không ai sửa sắc đẹp. Có ai lỡ sửa sắc đẹp không? Lỡ thì không nói gì, nhưng mà chưa sửa thì đừng sửa nha. Trời ơi, sửa sắc đẹp nguy hiểm vô cùng. Tại vì mình người ta phải chích làm đặt thuốc men gì tùm lum tùm la, rồi ta cắt người ta thẹo người ta mặc kéo gì đủ thứ hết. Trời ơi, mà cái thiện của mình nó nhân dầu cho mình xấu, nhưng mà cái lỗ mũi mình là thiện đó, mình ăn xì 1.000 cái cũng không sao, còn cái lỗ mũi mà sửa ra là đẹp đó nha. Còn ăn xì mỗi lần của mình cái lỗ mũi là sạch ra thì nó rác cho một miếng xương thì nó là rác cho đây nè. Trời ơi, khổ lắm rồi nè. Mà ví dụ như bây giờ cái con gái này mà nó đẹp đi mà nó có chồng thì chồng nó cũng biết là cái dốt gác nó là mèo là xấu, người ta sẽ lợi dụng nó rồi ta cái tiền của hết rồi cái tiền đó còn khổ sở nữa. Cái ông nói trời ơi sao tự nhiên rồi mình đem cái đống vàng này mình rắc rối như mình đâu có lợi gì đâu. Cái ông thì nó chết tại chi mà mình nhà của xưa thì cái gia đình rất là hạnh phúc, con mình nó cũng an phận, rồi vợ mình nó cũng an phận, rồi vợ chồng mà sống cảm bạ với nhau đó, anh không biết mà tự nhiên giờ có tiền về là bắt đầu bất đồng ý kiến vì cái chỗ mà cái chỗ hơi chia thành ra thật sự là chúng ta thấy có tiền không hẳn là hạnh phúc đâu, cũng hẳn là hạnh phúc. Tại vì có tiền thì người ta phải nghĩ làm thế nào để chi tiêu cái số tiền này, rồi ta nghĩ ra đủ chuyện hết. Mà phải có tiền nhiều là ta nghĩ đến hưởng thụ, hưởng thụ tất nhiên là ăn ngon mặc đẹp chơi bời cho họ thích, cờ bạc cũng chè cũng món đó, thì như vậy là nó dẫn đi tới chỗ bại hoại cái thân này và cái tâm này thôi chứ đâu có lợi gì. Cho nên chúng ta ở trong ở chùa chúng ta chấp nhận cái cuộc sống nó tan thường tật phúc, à tất nhiên là ăn thiếu một chút, rồi ăn rồi mặc cũng thiếu một chút, rồi ngủ nghỉ cũng thiếu một chút mà nó an ổn. Còn bây giờ nếu mà mình ăn quá mức rồi mình mặc quá mức rồi mình đã ngủ quá mức thì nó trở thành bệnh. Thật ra đó, những cái người mà ăn nhiều quá thì nó bị bệnh béo phì đó. Chỉ trừ cái nào mình bệnh là không nói gì đâu, mình mặc không nói gì, nhưng mà do mình ăn nhiều cho béo quá mình sẽ bị béo phì. Thì bác sĩ họ mới khuyên mình thường xuyên đo dòng eo. Đo dòng eo không phải là đi thi quá hậu, nhưng mà đo dòng eo á để quý vị nữ thì kiểm tra sức khỏe thôi. Nếu dòng eo của mình trên 80 là sức khỏe đã báo động, phải tốt bớt lại, phải tập thể dục và ăn uống nó thêm. Còn người nam đó mà đo dòng eo mà 102 đó thì tối đa nha, mà quá 102 là quá trình bệnh, mà cái căn bệnh nguy hiểm như đó là ung thư. Cho nên mình phải kiểm tra cái dòng eo của mình và coi bản chính thôi, đừng để 80 mà 80 thì cũng được, đừng để 81. Tại vì cái dòng eo mình nó càng ngày nó càng lớn 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 lên, mà cái bụng mình đó là nó tích mỡ nó đóng bao nhiêu cái chất béo bổ rồi nó không tiêu hết thì nó tích là cái bụng, mà nó tích lại đó là nó tích cái ổ bệnh thôi chứ không có gì. Cho nên những cái người mà người ta tập thể dục tập khỏe mạnh cái bụng người ta không có nhiều cái bụng ta nó vừa phải thôi, cho nên đi thi hoa hậu người ta phải cho ba chồng đó là trong năm. Còn mình ở đây thì thiệt ra đó mình có ba chồng không, mình cũng có ba chồng, nhưng mà cái dòng ba chồng, dòng thứ nhất là dòng ngực, trời ơi ai mà dòng ngực lớn nó khổ lắm, nó bị hơi sợ hơi nó phải mặc áo rồi nó xiết tạo ra cho nó còn nhỏ đó. Chứ còn mặc cái ngực to quá ngoài đời á, nó thích cái ngực to phải không, ngực to là ngực đẹp hấp dẫn nam nhân, nhưng mà mình ở chùa mà cái ngực mình to mình đi tán đánh ba đánh tỏ là mình sợ. Mình phải làm sao cho đậu quý sư bạc quá lắm đó nha, ai mà ngực to đậu quý sư bạc cái chồng eo của mình.
mình không có quan tâm đến cái dòng heo, dòng heo cỡ nào mình cũng không quan tâm hết. Người ta ngoài đời là dòng heo nó phải rất là nhỏ thì nó mới đẹp, được to rồi cũng nhỏ rồi không to, tất nhiên là ba cái dòng đó à, thì nó phải tương xứng là người đẹp thế gian. Còn người đẹp ở chùa đó làm sao mình không cần phải được to như nãy thôi, thì đời sao sao vậy mình cũng chấp nhận à, rồi nhưng mà cái dòng heo của mình phải quản lý nó hàng để nó phát triển cho tự do thoải mái. Mình mặc áo của mình là mỗi ngày thấy cái dòng heo của mình nó cho mình tự do, mình ăn cắt đặt được à, làm cho nó mới mới lại rồi. Thì cái dòng mắt của mình đâu có đi bôn mắt gì đâu, mình không sợ, đâu có bình thường thôi. Thành ra mình sống tự nhiên thì tốt hơn, nhưng mà trong cái tự nhiên đó mình phải biết bảo trọng sức khỏe của mình à, mình ăn với bạn một cái chất béo chất ngọt chất gì đó, rồi mình cũng phải siêng à, tập thể dục một chút. Ví dụ như quý vị ngồi thiền xả cho nó kỹ một chút, xả ít nhất nó sẽ âm nó xả ít nhất là 10 phút, chứ còn cái quẹt sơ sơ cái đó thôi đó làm được à. Mình phải xả từ ở trên đầu tới dưới móc chân, chỗ nào cũng xoa bóp cho kỹ, nhất là chỗ cái bụng này mình phải xoa thật là mạnh vô, thật là nhiều dòng để cho nó tan vỡ mỡ. Là tại vì mình ngồi á, mình ngồi lâu á mỡ nó tụ, nếu mà mình xoa bóp không có kỹ mà nhất là phong trào cái bụng kỹ nó xoay này cái bụng mình sẽ to đó, là vì mình ngồi nhiều à, cho nên quý vị cũng lưu ý điều đó. Tâm đầy vọng tưởng nhất tuyệt làm năng sanh mang duyên dạng sạch, thì đó mới là thứ giàu sang chân thật nhất à. Ở đây á, nếu mà cái tâm vọng tưởng của mình nó hết rồi, cái năng sanh cái lòng mình nó năng sanh nó mang duyên theo chuyện này chuyện kia đó, nó nhất sạch thì đó mới là cái giàu sang chân thật. Không tham cũng tức là phú quý à, bây giờ không phải phú quý nghĩa là mình có nhiều tiền của đâu, mà chính vì ở chỗ mình không tham cho nên mình giàu. Còn những cái người giàu quá trời giàu như mọi những thằng thì chứng tỏ họ nghèo, nghèo đó là tại vì họ cái lòng mình cũng khao khát, họ vẫn chưa bị đủ và vẫn thấy thiếu thốn cho nên gọi là nghèo. Còn mình á, mình nghèo nhưng mà mình biết đủ cho nên mình mà giàu à, không cần cái gì hết, mình cũng không có à, phải là cái chỗ để được cái này cái kia làm sao. Vì không biết tri túc cứ nghĩ rằng mình thiếu, mình không đủ, do đó phải tham, phải thêm, không có tư dục. Tư dục là lòng dục vọng ích kỷ vì cá nhân mình, thì đó là dục phước. Nếu là tham muốn ích kỷ riêng tư này mà trừ hết thì đó là dục phước chân thật. Là chúng ta sẽ có một dục phước chân thật bằng cách là mình không có tư dục ích kỷ, mình những cái gì mình cái lòng tham muốn ích kỷ mà riêng tư đó mà mình trừ được đó là mình có đủ phước chân thật. Tại vì khi mình không có tham muốn mình không có ích kỷ, mình không
sao người ta được mà mình không được, rồi xong tâm tập đó à, cái điều đó là rất là không ok. Cho nên nó có một cái câu chuyện là có một ông vua cái xứ đó đó, ông là một vị minh quân và có một bà hoàng hậu rất là có cái tâm từ ái thương dân lắm, giúp đỡ mọi người, và một cô công chúa rất là xinh đẹp. À, công chúa mới có 10 tuổi không mà đẹp cực kỳ, đẹp như thiên thần đó. Thì cái buổi sáng hôm đó hoàng hậu mới dẫn dắt công chúa đi dạo, đi dạo vườn hoa hồng. Ở trong vườn hoa đó là trồng hoa hồng đẹp lắm, thì cái mùi thơm của hoa hồng tỏa ra thơm ngát, rồi những cánh bướm nó bay chậm chờn, chim trên cành nó hót, thì cái cảnh nó rất là nên thơ, rất là đẹp đẹp. Nhưng mà tự nhiên thấy trên bầu trời có một cái gì, có một cái bóng đen nó xả xuống mà nó rất là nhanh, thì té ra nó là một bà phù thủy. Bà sớt bà hoàng hậu, bà không sớt công chúa mà bà sớt bà hoàng hậu. Bà bay đi với công chúa như này, thấy mẹ mình bị cái bà thủy bắt, công chúa la quá chừng la, nó thả mẹ ta ra, thả mẹ ta ra, nhưng mà nó có nghe. Nhưng mà công chúa nghe dạ cực kỳ nha, chạy theo. Thì chạy theo, phải cái chấm đen trên kia tới đâu là công chúa chạy. Nhưng mà cuối cùng rồi cái chấm đen nó biến mất, và công chúa không có biết đường để mà theo dõi, để mà đi nữa. Thì công chúa chạy đến một cái ngã ba đường. Công chúa không biết chạy đường nào, ba ngã không chạy đường nào để mà đi đường theo, để mà mặt ngã lại. Thì lúc đó có một con ngã, à một con ngã trắng mà nó da lắm rồi, nó đang đậu trên cột đá. Thì ông chú mới hỏi là phụ hạt ơi, phụ hạt có thấy là cái bà thủy đó là thật mẹ của con đi đâu đi không? Cái ông phụ hạt nói ba biết, nhưng mà đó là một bà thủy thủy rất là dữ dằn, con không thể nào mà con làm cái gì bà được đâu. Nó không, con sẽ đi cứu mẹ con đi được. Thank you.
Thank you.
chương kêu bạn nói là bạn làm cả nhưng như hỏi cái này bạn bắt ba cái khác rồi cái cũng tốt rồi ai cũng sợ bạn hết á nghe ngặt quá trời đi nghe ngặt đến nỗi mà nhân dương cũng ngán bạn cũng tốt cũng ngán bạn cho nên nhân dương hết từ ngày đó cái người này xuống đây là náo loạn rồi ta không có thể sắp xếp được việc ở dưới địa ngục cho nên vợ chồng vợ cả đời đi rồi ăn nghỉ nó đi ăn nghỉ nó nhận nhận vợ lại rồi nhân dương cho một bậc vàng. Ông vợ nói là với Diêm Vương nha, bây giờ tôi là một hang già, thôi bây giờ đó, vợ tôi lỡ xuống dưới rồi để dưới đi giờ tôi không cần lại. Thấy không? Trời đất ơi, ngang ngạnh đến nỗi mà chồng chịu không nổi, với Diêm Vương chịu không nổi nữa. Thì phải biết, cái người mà ngang ngạnh rồi làm cho những người xung quanh mình rất là phiền. À, mình sống, mình phải tiền thuận, à, mình phải biết nhu quà, cảm nhận tiền thuận thì nó mới vui. Chứ mình cứ mình chọc tức người ta không ngạnh thì làm sao mà ai chịu được. Cho nên cái bài giờ nó ngang ngạnh rồi thì mình đừng có làm chứ sao ngang ngạnh cái chuyện đó. Tập kêu được là dạy được là ngã. Và kêu đừng có tham sân si các con. À xong tham sân si là đó là những cảnh giới sau này. Nhưng mà mình vẫn tham sân si. Cô không thua cho bài giờ ngang ngạnh này. Nên làm trái được là không này. Rồi bữa nào đó mình mới xuống dưới địa ngục đó mình mới biết. À thành đó thật sự là mình phải lắng nghe. Các ngài niệm tất cả chúng sanh thì mình an vui, thì mình làm theo lời Phật dạy, lời tổ dạy chúng ta sẽ được an vui, đừng có trái ý lại thì đó không có tốt. Các ngài dạy rằng chớ nên nói thị phi, chẳng nên sanh phiền não, rằng nếu chẳng nóng giận, chẳng đố kỵ, chướng ngại kẻ khác thì mình có thể xuất ly phiền não. Bây giờ mình tu là để xuất ly điện khổ, nhưng mà muốn xuất ly điện khổ thì phải sao? Thì đừng có nói thị phi, rồi cũng đừng có sanh phiền não, rồi cũng đừng có khởi nóng giận, rồi đừng có tạo cái tâm đố kỵ, đừng có làm chướng ngại người khác. Lúc nào mình cũng tùy thuận, mình vui vẻ, à mình không nói là hỏi đạo lý, nói những cái lời thân thương nhắc nhở sắp tính nhau thôi. Đừng có nói chuyện thị phi phải quán rồi xanh đôi chối rồi phiền nhiều đó không có nên mà mình cũng không nên khởi phiền não xanh nóng giận đố kỵ cái đố kỵ nó làm cho mình khổ dữ lắm đó. Trời ơi có cái câu chuyện mà có kể cho quý vị nghe rồi là cánh tay của người đố kỵ phải không chưa quá sao chưa nhờ tự nhiên là ông vua đó nè ông có hai cẩn thận mà hai cẩn thận này giải đọc cực kỳ giỏi văn giúp nước nha giúp vua thì gì đất nước rồi chống giặc ngoại xâm rồi làm được nhiều việc lắm nhưng mà trong hai ông này á hai ông này đều mỗi người có một cái tật một người là tham cực kỳ và một người sân đố kỵ cực kỳ ở đây không nói tham không nói sân mà nói đố kỵ thì ông vua đó ông rất là thương cái người mà giúp đỡ mình để gây dựng cơ đồ thì bây giờ mình phải làm sao cho họ trở nên tốt chứ còn bây giờ họ cái tâm tham như vậy cái tâm đố kỵ như vậy thì cả ngày họ không có vui cho nên ông vua ông mới lập một cái kế ông mới mời hai vị quan đó lại nói hôm nay ta mời các thanh đến để ta đền ơn ta nhận thấy là các thanh có công lao đối với đất nước này đối với cả nhiều quan cho nên nó không muốn ban cho các thanh một ân huệ nếu mà các thanh muốn cái gì ta sẽ đáp ứng nghĩa là y như cái lòng ước nguyện của các vị là các thanh nhưng mà có điều kiện như thế này nếu mà ai mở lời mà xin ta trước ra thì ta sẽ cho nhưng mà cái người mà không có mở lời để nói sao đó thì sẽ được quà gấp đôi. Ông đưa ra điều kiện ví dụ như bây giờ ông này á ông nói ông xin một con lâu đài ông kia ông nói là ông sẽ được hai con lâu đài thì cái ông tham này cái ông làm nó trời ơi mình phải giàu hơn nó mình không có thể nào nghèo hơn nó mình phải có nhiều hơn nó mình phải được hai cho nên ông không thể nói nó chậu thì nó là con là người thứ hai ông được hai tộc còn cái ông đố kỵ là ông nói trời đất ơi cái tâm mình đố kỵ cực kỳ mình sẽ làm sao mà để cho nó hơn mình được dứt khoát mình phải học ấm à mình ra đất nước mình được hai tộc à mình phải được cái hai người cái tộc thân cái cơ nhận của mình
chúng khởi thân hồi hướng về